người hát cho quý vị, tặng cho người đánh đàn, cho anh nhạc sĩ. Dạ. Và chỉ còn một vài tấm vé số nữa thôi quý vị ơi, quý vị nào giơ tay ủng hộ cho ban sổ số. Dạ, nó sẽ đến tận nơi mời quý vị nha. Là sổ ngay, sổ lẹ quý vị ơi. Vé số đây. Ai chưa có vé số, giơ tay lên nào. Vé số A đây. Bắt đầu xin chào cả nhà, chúc cả nhà một đêm thật vui. Tất cả bà con mình phải nhớ ngày 30 tháng 4 là ngày đau buồn nhất cho Việt Nam mình nhé. Chứ không bao giờ vui nữa. Vòng tay nơi đây chỉ là đất tàn.
Yeah.